Đồ đã hiểu được bóng đá Campuchia đang ở đâu. Đây là cơ hội cho đội Việt Nam. Văn Quyết. Gần đây. Điệp. Vào. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam và cửa ghi bàn đó là Đinh Thanh Trung. Cú dứt điểm của Đinh Thanh Trung đã chạm chân một cầu thủ của đội tuyển Campuchia đi đổi hướng và khiến cho thủ thành Su Yati chỉ còn biết đứng nhìn. Tình huống phản công rất mẫu mực. Anh Đức rất bình tĩnh. Ôi! Không vào. Quá đáng tiếc. Lại là Đinh Thanh Trung. Cơ hội để cho Thanh Trung lập được cú đúp chỉ trong vòng ít phút, nhưng cú sút của anh bóng đã đi trên cột dọc khung thành của thủ môn Su Yati. Đó là một pha dứt điểm không phải bằng chân thuận của Đinh Thanh Trung. Một cú vô lê bằng đang thi đấu ở nước ngoài. Anh thi đấu cho đội bóng Kushiera của giải hạng 3 Nhật Bản. Công Phượng đối mặt. Không vào. Rất không may cho Công Phượng. Công Phượng đã đánh bại thủ môn của đội tuyển Campuchia, nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Việt Nam. Tưởng như bàn thắng thứ hai đã đến với chúng ta, nhưng không. Rất tiếc. Và rõ ràng là cách sử dụng của đội tuyển Việt Nam cần phải biết cách chắt chiu cơ hội hơn. Không vào. Lại là một pha cản phá xuất sắc của thủ thành Su Yati. Một pha đổ người xuất sắc để cứu thua. Văn Hậu. Điệp. Không vào. Những pha xử lý rất tự tin và quen thuộc của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đó là những tình huống mà chúng ta đã từng được chứng kiến cầu thủ này thể hiện. Trong đó có cả những bàn thắng anh ghi được tại SEA Games 29 vừa qua. Đinh Thanh Trung ghi bàn mở tỷ số. Cơ hội, anh Đức. Đó là một pha đánh đầu chuyền bóng, dứt điểm, không vào. Sau một pha làm tường cho Văn Quyết băng vào thì anh Đức lại có cơ hội để tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Vừa rồi là một tình huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Su Yati, và cả Văn Quyết cũng như là anh Đức đều đã có cơ hội. Người dứt điểm cuối cùng là anh Đức. Việt Nam đã ở bên phần sân của đội tuyển Campuchia. Đánh đầu, không vào. Đó chính là một pha dứt điểm sở trường của anh Đức. Nhưng đến thời điểm này, người đá cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống đổ người xuất sắc của thủ môn Su Yati. Đinh Thanh Trung. Quả tát. Đánh đầu. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và cuối cùng thì Văn Quyết. Văn Quyết đã là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam sau nhiều lần chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Một pha banh người đánh đầu rất chính xác sau quả tát của Đinh Thanh Trung. Và vừa rồi thì Văn Quyết cũng đã nhận được sự chia sẻ niềm vui của người vợ thân yêu của mình từ trên khán đài. Vâng, như vậy là cả hai lượt trận, trận lượt đi trên sân của đối phương và trận lượt về trên sân Mỹ Đình, thì tiền đạo Văn Quyết đều. Anh Đức với chiều cao 1m85 luôn rất lợi hại trong các tình huống đánh đầu. Anh Đức, ơi! Chúng tôi vừa nói tới anh Đức thì anh đã lập công. Niềm vui của huấn luyện viên Văn Đức Trung. Huấn luyện viên Văn Đức Trung được coi là người có công đóng góp lớn nhất trong việc kêu gọi anh Đức trở lại với đội tuyển quốc gia sau gần 3 năm anh vắng bóng. Vì nhiều lý do khác nhau mà anh Đức đã không có mặt trong đội tuyển quốc gia trong gần 3 năm qua. Vẫn là Hoàng Thịnh. Cơ hội Công Phượng. Vẫn kêu vào. Không thể hiểu nổi. Chúng tôi đang chờ đợi bàn thắng từ Công Phượng. Và vừa rồi anh đã được các đồng đội kiến tạo cho một đường chọc khe có thể nói rằng quá thuận lợi. Nhưng đến thời điểm này thì Công Phượng đang những đánh giá cao từ phía ông Phan Thành Hùng, thì Mai Đức Trung đã quyết định triệu tập Hoàng Quân trở lại. Thôi! Văn Quân! Vào! 1-0. 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Người ghi bàn là Công Phượng sau rất nhiều những cơ hội mà các đồng đội đã dành cho anh. Và như chúng tôi đã kỳ vọng suốt
từ đầu. Hàng Phượng xứng đáng có được một bàn thắng và cuối cùng thì anh đã lên tiếng. Một trận đấu quá hoàn hảo của hàng tấn công bên phía đội tuyển Việt Nam. Thì tất cả những cầu thủ có khả năng tấn công để ghi bàn, đó là Văn Quyết, đó là Anh Đức, đó là Công Phượng và Đinh Thanh Trung đều đã có được bàn thắng. Pha xử lý rất đẳng cấp của Công Phượng. 4-0, một tỷ số rất thuyết phục và vẫn còn những cơ hội nữa để chúng ta chờ đợi thêm các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội, Công Phượng. Dứt điểm, không vào. Công Phượng tỏ ra quá tự tin ở tình huống này, nhưng anh vẫn quyết định vượt qua tới hai hậu vệ nữa của đội tuyển Campuchia trước khi tung ra cú cứa lòng. Mà nếu như tạo thành bàn thắng thì đây sẽ là một tuyệt phẩm. Không được. Một trận đấu thực sự là mãn nhãn đối với những cầu thủ viên của đội tuyển Việt Nam, với rất nhiều những tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt và đa dạng. Chàng thao Cherry khá nguy hiểm, bóng đã rơi vào dọc khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Chúng ta xem lại cú đá phạt rất kỹ thuật của số 23 Chàng thao Cherry bên phía đội tuyển Campuchia. Họ cũng đã ở rất gần bàn thắng danh dự. Văn Quyết. Cơ hội Áo Quân. Vào! Một trận đấu quá tuyệt vời. Không thể tin nổi. Tất cả những cầu thủ trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đều đã ghi bàn. Tưởng như không có cơ hội để cho Mai Hoàng Quân có thể có được bàn thắng như tôi vừa mới đề cập. Nhưng cuối cùng với sự trợ giúp từ những cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, đầu tiên là Văn Quyết, sau đó là hậu vệ xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay, đó là Đoàn Văn Hậu, thì Quân đã có được bàn thắng